đi xong phá lại. Rửa ra cho thấy cái bồ cầu đấy. Đây. Người ta nói là sông có cội người đi, nước có nguồn, sông có cội gì, người phải có tổ có tông, sống phải biết ông biết bà. Nữ là làm mấy con vịt này bỏ vô cái nồi. Để con là để lúc nào trong nhà mình cũng có lúa, có gạo, có gàm, có bạc hết. Tiền lúa như ý các tường cũng khá là đẹp ha. Nắng nén là cái giờ này công việc nó cũng bị đùng lại ha. Khoảng chừng 30 phút, 40 phút rồi rồi. Rồi đi nước xong chưa? Xong hết rồi. Tại vì cái đó mới lót không dám mở nước, có nước sẵn rồi. Dạ Bùi Hồi xin chào cô bác quý anh chị. Buổi trưa hôm nay thì các anh thợ làm gấp rút, anh nữ là các anh không có đi ăn. Và Bùi Hồi cùng với Mộc Đồng cũng có một số công việc, cũng như là mua một số nội thất ở trong nhà đó, cũng có ăn cơm và ghé mua cho các anh được 3 phần cơm. Cơm này cũng ghẻ, chỉ có 25.000 phần này. Mà thường ngày đây thì các anh đi ăn cơm trưa rồi sau đó nghỉ trưa tí xíu mới làm. Rồi hôm nay thì công việc gấp rút hơn thì các anh làm luôn, và thấy các anh làm cũng khá là cực thì mua 3 phần cơm có 75.000 thôi cô bác của anh chị. Thôi bây giờ đi qua hướng này đi ha, để cho các anh ăn. Bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi. Chiều nay thì Bùi Hồ cùng với lại các anh em thay mặt Quý Mạnh Thường Quân á, hỗ trợ bàn giao nhà cho cô Út luôn. Chiều nay cô Út không có đi bán. Từ từ anh lớn ơi, đói bụng mà cắt mạnh với anh. Mỗi người thì mỗi việc. Ngày hôm nay thì cô ba cũng đã có tặng mấy ký, cô ba chị Hương với lại cô Tư có tặng mấy ký thịt heo, 3 ký thịt heo, 2 con vịt đó, rồi nấu cháo rồi kho tàu luôn. Dạ nấu bên kia đỏ lửa bên kia kìa, không đỏ lửa nữa rồi. Đỏ lửa nữa rồi, ba cưỡi rồi. Anh Hợp làm gì vậy? Đi nước hả? Không có anh Hợp là sẽ không bao giờ có nước tắm. đem đồ ăn vô đây. Ở đây đi anh Một Đồng Út Đồng Tháp ơi. Anh lớn ơi, nghỉ tay cái đi anh. Cắt xong miếng đó là nghỉ nha. Ăn cơm. Ôi, gặp đợt chiếc rồi. Có cơm làm tôi cũng muốn xỉu mà hết nổi. Đây, giờ cơm đến rồi, giờ ăn đến rồi. Chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi, ăn tại chỗ này luôn hả? Ăn đây luôn chứ đâu vậy? Ờ, đói dữ không? Hồi sáng giờ cho biết coi. Hồi sáng giờ làm mệt dữ không? Sáng ăn gì vậy? Sáng bún riêu. Ăn bún riêu. Giờ này mấy giờ ta? 11:40 à? 11:40. Đói dữ không? Chung cũng đói hơn. Này theo ước tính khoảng mấy tiếng nữa xong? Khoảng tiếng rưỡi nữa xong đó. Là 12 giờ. Giờ còn có cái phòng nữa rồi đó. Dạ hả? Kêu lót rồi hết rồi. Ờ, bây giờ mấy anh em đợi về chung luôn chứ? Thì đúng rồi, thì chờ Bùi Hồ bàn giao mình về luôn. Dạ bàn giao thì cô có nấu cúng ở trong nhà nữa kìa, mình ăn miếng cháo với gia đình ha. Dạ dạ dạ. Rồi, bây giờ trước tiên là ăn cái này trước đi, tại 2-3 giờ mình bàn giao là mình ăn thêm miếng cháo nữa. Nói anh lớn nghỉ đi. Gạch thấy là dán lên đẹp. Ăn cơm. Đừng nói ăn hồ ăn xi măng nữa. Em sáng giờ em ăn mấy bao rồi. Này tranh thủ bởi vì nó vất vả quá ha. Thôi bây giờ anh dọn cơm ăn đi tí xíu nữa. Để rửa tay. Dạ rửa tay đi ăn đi. Làm đến đâu dẹp đến đó. Lúc nãy thì Bùi Hồ có dặn bé Tường với lại bé Tuyết á, lau cho nó sạch. Chiều nay vô nhà mới ngày 19 tháng 9 ngày cũng khá là đẹp luôn. Nhiều cô bác anh chị nói Bùi Hồ ơi gạch giả gỗ này ghẻ lắm hay sao, lát nữa mét anh Hợp ơi. Anh Hợp. Anh ở ngoài kia em ở trong này nói cái này. Dính như xi măng hết. Mới làm bay. Có nhiều có tự nhiên cái có một một khán giả là nói hỏi gạch gỗ giả gỗ giả ghẻ lắm sao mà cứ dán tối ngày gạch giả gỗ hoài vậy? Ờ, tại vì giờ mấy gạch kia thấy màu mè nó dễ lỗ thời quá. Đúng rồi. Nó xưa á. À. Mà thấy gì mà cũng nói gạch sáng mà mình lựa thấy cái này. À. Mà anh cho biết là giờ gạch này nó so với gạch bốn tấc là nó mắc hơn nhiêu tiền? Mắc hơn khoảng 25.000 mét. À. Là hơn 35.000. Là 1 triệu mấy nữa. Này phải 1 triệu mốt đó. Triệu mốt. Nếu như mà dán gạch bốn tấc á thì nó tám mấy ngàn. Nó lờ được đúng không? Nhưng mà anh dán gạch này 1 triệu mốt. À.
đó, làm ngày cũng khổ quá anh chị, cứ tối ngày lựa mấy anh em kiếm. Bây giờ góp ý này chân cảm ơn, mà bây giờ kiếm chỗ hỏi gạch dễ lắm, sao mà cứ mua gạch này dán có kiểu dán hoài. Nhưng mà nhà chị dưới là gạch bốn tấc, là riêng gạch trắng, gạch trắng khác chứ đâu có. Còn nhà của mà nhà của ông Chức cũng màu đỏ. À. Nhà của ông Tú thì cũng khác màu nữa, màu lợt nữa. À, đâu trời. Có trùng, không có nào trùng nữa. Ôi khổ quá, vậy làm nghề khổ quá. Ăn cơm đi để thôi nói hậu anh ăn hết vô. Qua đây anh Đồng, anh có thể đứng qua bên kia rồi mình quay tổng thể nhà vệ sinh cái ha. Cái này bơi rồi nhưng mà sơn rồi nó chưa có khô. Khi mà chiều nay bàn giao ngôi nhà nó khô lại thì nó sáng rồi. Cửa nhôm cũng đã hoàn thành. Đẹp không? Đẹp. Đó. Xong. Đi xong khóa lại. Gửi ra cho thấy cái bồ cầu đấy. Đây. Nước có chưa ta? Đừng à, mới gắn keo. Mới gắn keo. Dạ. Ô anh Hợp anh mua cái vòi sen nè. Thấy không? Cái vòi tắm luôn. Gắn lên đây luôn. Ở dưới này xả có một cái thùng. Ha. Còn đây là bồ cầu bấm nút. Đó. Đó. Nhưng mà bồ cầu này thì không có hơi. Chỉ có bấm nút thôi. Đó. Đó, nói chung là bồn cầu này cũng tốt. Giá gạch thì lên 1m6. Lên 1m6 trên này sơn, đóng la phong hết luôn à. Có đi một cái bóng đèn cũng LED, tiết kiệm điện luôn. À, ở đây cũng sơn mấy cái lam này hết luôn à. Ở đây, từ đây đến đây lên tới 1m7. Ở ngoài lên là 2m. Nên thành thử là không có bao giờ bị kẻ xấu dòm đén dòm trộm nha. Các cô bác anh chị cứ yên tâm. À, gạch này dáng đẹp không? Màu sáng ha. Chùi sạch da dầm đẹp ha. À. Rồi sau khi nhà dưới xong rồi anh Vũ sẽ tháo này ra nè. Làm cái cột chỗ này, làm cái cánh cửa ha. Với lại dầm ở dưới chân lên. Rồi, ở trong này anh Hợp anh cũng để cái bếp ga xong luôn rồi nè. Thấy không? Để gạch lên chứ để bếp ga lên. Ồ, để gạch lên để cái bếp ga. Cái này là dài 2m, bắt vô đây, nấu ăn bên đây, để muối đường một ngọt nước mắm gì trên đây ha. Ở bên đây là bật cô Út nó muốn ngủ gì đó ngủ. À, tối nay là được ngủ trong nhà mới, cái cảm giác trời ơi sung sướng. Còn cái phần này nó là xong rồi. Và đi nước nữa là coi như khoảng hơn tiếng nữa xong. Tí xíu nữa sau khi mà quay đoạn ghi hình này á thì Bùi Hồ sẽ điện cái nội thất đồ lại cho bất ngờ. Cô Út ơi. Đang làm gì ạ? À đó đây, con đang làm gì á? Rửa thịt heo. Bữa nay đi chợ hết nhiêu tiền ở Đồng Tháp? 620 mấy ngàn. Ủa sao Bùi Hồ đi tới kỳ rồi hết 1 triệu luôn, không còn 2 ngàn nữa trời. 620 mấy ngàn, trích 500 ngàn của chị Danny ở Mỹ á. Thì còn phần trăm mấy thì của Úc Đồng Tháp bù vô. Ủa vậy là còn dư tiền ở đó hả? Trời ơi thì thiếu, cảm ơn. Thiếu tiền Úc Đồng Tháp bù vô. Không ý tính nói là cũng có mạnh thường quân của bên Bùi Hồ á, cũng có hỗ trợ rồi anh một đồng nữa. Bây giờ anh một đồng cái còn cái phần còn lại cứ gửi cho cô Út. Hay là chiều nay mình chơi sắm luôn cái giường ở cái tủ ta. Tủ quần áo còn chiều ba chứ đúng không? Sắm luôn cái tủ thì cho sang. Kiều không? Chứ bây giờ không có tủ quần áo đấy, cũng buồn buồn. Hồi sớm giờ chưa sắm đủ. Rồi, hôm nay là có thịt heo, mấy ký thịt heo là của cô dì chú thím hàng xóm cho ăn với lại kho tàu. Còn dịch thì nấu gỏi bắp chuối. Đây, chiều nay cũng phải cúng. Người ta nói là sông có cội người đi, nước có nguồn, sông có cội gì người phải có tổ có tông. Sống phải biết ông biết bà. Nữ là làm mấy con dịch này bỏ vô cái nồi để nấu cháo. Tính mua con dịch con gà nhưng mà trưa quá cái không có gà. Chỉ còn có dịch như con nhiêu tiền con Út Đồng Tháp. 65.000 ký là hai con đó là 5.7 ký là tổng cộng là 370.000. À 370 hả? Cũng rẻ chứ, con là 180 không? 185 hả? Ừ. Coi như là 185. 180 mấy. Dịch này là dịch này là dịch chéo cánh. Dịch ăn lúa. Dịch ở đây ta nuôi ăn lúa đó. Dạ. Dịch này ngon. Hai con dịch. Còn bên đây là nấu gì cô ba? Rang gạo nấu cháo. Đây con xào lên thử coi. Con là quậy nhiều hơn là làm á cô ba. Ai mà ăn quậy bữa nay nữa cái rồi mấy con khỏi quậy. Mà mấy anh em con về cô ba buồn không? Buồn. Buồn sao?
buồn là không có mấy con là ở đây rồi tới lui này nọ vui. À, ở đây tốn tiền quá, uống cà phê hoài luôn á. Uống cà phê mà mất tiền tưới mấy con ra. Dạ. À, gan gạo xong rồi cô ba mới để đổ vô nồi này. Vắt thịt ra. Vắt thịt ra chín rồi xong đổ vô. Đổ vô nêm nếm. Nêm nếm lại rồi hành rồi tiêu. Tỏi rồi xong rồi. Cúng mình cúng sao mấy cúng mấy chén cháo? Ba chén. Ba chén cháo hả? À, ba chén cháo với con vịt. Rồi còn xong rồi mình vớt ra mình chặt thì cái kia bóc gỏi. Dạ. Bóc gỏi như không cô bóc ra muối để ăn được không? Được. Giấm hay là chanh? À mà không cô bóc tắt. Tắt nè, tắt con thấy nó cũng thơm á. Ừ. Không thấy mấy đứa ăn được phải không? Vậy nay bóp gì nữa? Như bao nhiêu cô ba miền Tây sẽ nói nè, mấy đứa nhỏ đâu bay? Ôm giùm tao mớ củi ơi. À đúng không? Thì tối ở gà vịt ở đằng sau không? Gà vịt ở đằng sau ai chặt chưa? Tối này củi trời mưa á bị ướt hết rồi. Không có củi là phải đi xin củi hàng xóm luôn. Này là kho tàu tiếp tục ăn cơm với thịt tiếp đúng không? Nó ôm củi ra cho bà ba kìa tụi nhỏ. Rồi mấy đứa nào ở đó trở gạo gì chưa? Đây cô trời ơi, con mới mướn cái người kia cắm qua mà sao cô Út cắm rồi? Con mướn ở đằng chợ, cô kia cắm rẻ lắm, có 500 nghìn à. Ở đây lãnh có 1 triệu à. Ở này nhiêu tiền kho? Cái này 90 ngàn. 90 ngàn. Cô biết cô cắm được không? Dạ, cắm lại nữa đi. À, thôi dạ. Có tâm được rồi. Hoa này là hoa gì? Cái này là hoa đồng tiền. Đồng tiền. Đồng tiền luôn. Đồng tiền luôn. Còn cái này là... bông hồng. Bông hồng. Bông ma... cát tường. Cát tường. Ừ, như ý cát tường. À, như ý là bông vàng. Bông bông này. Còn cái này là... này đó, như ý cát tường luôn. Như ý cát tường luôn. Còn cái này là bông bông lúa. Bông là để lúc nào trong nhà mình cũng có lúa, có gạo, dạ. Có vàng, có bạc á. Tiền lúa như ý cát tường. Ừ. Cũng khá là đẹp ha. Lụi hội cắm hết bình bông này hết nhiêu tiền? Dạ. À, 90 ngàn mình kia được 2 bình. 90 ngàn hay sao để con mướn nghe chính có cắm có 900 à. Đúng rồi. Cô Út cây cắm tới 1 triệu đó. Này vui dữ không cô? Quá trời vui luôn. Cho con để cái nón này là không bao giờ bỏ xuống nha. Có mua cái nón chưa Đồng Tháp? À nãy hai cô cháu đi chợ lòng vòng quên mua cái nón rồi. Cô Út ơi. Thông cảm con nha, con quên. Nãy rồi con vui không? Vui không bé Tuyền? Dạ vui. Vui sao? Nói nghe vui coi. Hôm nay mấy chú được ăn còn xây nhà cho tụi con ở. Gì mấy chú được ăn hay là mấy con được ăn không, ở? Không, mấy cái chú kia kìa được ăn cháo. Được ăn cháo ha. Rồi xây nhà cho tụi con ở. Dạ. Có sợ mấy chú đòi lại không? Dạ không. Sao vậy? Chú xây sao rồi? Tại vì mấy chú xây cho là mấy chú xây cho con mà. Dạ. Dạ, đây bà Tư, đúng không? Bà Tám. Bà Tám. Trời ơi. Ta nói nhiều chuyện như bà Tám. Nhưng mà bà Tám ở đây bà nhiều tình thương. Ừ, bà rồi. Cho mấy trái chuối. Không có, mình có gì là cho mấy cháu ăn đu đủ rồi chín từ. Này chuối vườn hả? Chuối vườn nhà. Này ăn liền được không? Thì chín rồi đó cho. Chín cây luôn hả? Ừ. Chuối này chuối và côi. Ừ. Ra chợ là bán nhiêu nãy? Có mấy ngàn mà, 10 ngàn nhiêu đó đó. Như đây 10 ngàn mà sao đem đi cho? Trời có nhiêu tiền đâu. Ta cho... còn nhiều hơn nữa mà. Còn nhiêu đây có nhầm nhò gì? Rồi. Cô Út ơi. Vô nhận đồ. Mấy đứa này thấy tội nghiệp. Ở đây mấy đứa nào? Mấy đứa cháu đây nè. Mình tưởng đâu nói một đồng với Đồng Tháp chứ. Hay chi chứ. Tụi con là không có nghèo. Dạ. Ừ. Nè. À, cổ ít lòng nhiều có gì cho đó. Có gì cho đó à. Hàng xóm rồi cô Tám đem tặng cô Út. Em cảm ơn Tám nha. Ừ, có gì đâu. Trời ơi, miền Tây dữ chưa. Rồi cảnh này cô bác anh chị thấy vui. Cô Tám nào vậy? Dạ. Rồi lát nữa là đem mấy cái này lên nha. Đem mấy cái này lên mình dọn vô nhà mới luôn nha cô. Dạ. Đây. Tuyền. Dạ. Con làm gì á? Dạ. Một trái cây. Thôi trái cây. Trái cây cô sẵn chị. Nhiêu tiền hả? Thì nói nãy làm bông, cái nãy làm bông xong rồi. Thì sao mà mấy nhỏ này lu bu quá ta. Cô Út nói với Bùi Hồ vậy á. Mà cô Út thấy con lu bu không? Lu bu mà chuối. Lu bu rồi. Lu bu này là ấm hình, ấm người mà ấm lòng nữa. Ấm người ấm lòng. Từ nay hết mưa rồi. Hết mưa rồi. Thật ra là còn có ánh nắng ban mai là mặt trời lúc nào cũng hồng hào hết. Trời, làm thơ luôn. Làm thơ được không?
ánh nắng ban mai mặt trời lúc nào cũng hồng hào. À, nói sao, nói cho ngoại nghe ơi. Dạ, con thấy ngoại nhìn vậy cũng đánh dần được mà. Vậy hả? Ngoại ngoại biết chữ không? Dạ, biết. Biết hả? Ánh nắng ban mai mặt trời lúc nào cũng hồng hào. Ngoại nói đúng không? Dạ, đúng. Đúng hả? Ăn cơm chưa? Dạ, con... con không biết. Con ăn chưa hay là chưa ăn hay ăn nào thì phải nói. Chưa ăn. Để cho cô Út cắm bông tí xíu mình coi thành quả. Còn bây giờ ra coi cái anh thợ ăn cơm ra như thế nào. Cũng thương các anh quá. Hai ba giờ mới ăn thì kịp chứ còn khô rượu rồi nó lâu lắm nha. Ăn cơm xong chưa anh? Có nước uống không? Nước uống có không? Dạ. Ăn cơm xong có thưởng nè. Hồi sớm em mua được 39 tờ giấy số. Đúng rồi. Em cho các anh người tờ để chiều nay mình về Đồng Tháp ha. Cho anh tờ 99 nè. Cho tờ 99 luôn nè. Anh lớn đâu rồi? Cảm ơn Bùi Hồ nha. Tặng anh tờ luôn anh lớn rồi. Tổng cộng nhiêu anh? Anh lớn rồi. Nói gì cho cô bác của anh chị nghe vui vui anh lớn. Biết gì đâu nói. Nói rồi. Không biết gì đâu nói. Nay ăn cơm như ngon không anh? Cá rô khô bầu. Mà thiếu cơm đúng không? Đồng Tháp vậy ăn cơm cặp chết vậy không đó. Trời ơi chết kìa. Nào bộ hộ ăn ớt. Thôi. Ủa hồi sáng em quên lấy ớt hả? Có rồi. Dạ hả? Không là ý muốn ăn ớt vậy đó. Trời ơi chứ ớt bự ghê. Còn 26.2. Dạ. Con mua rồi, con mua nhiều lắm. Ủa, rồi bữa nay vậy là ăn xong rồi làm luôn hay nghỉ chút xíu nữa? Không, ăn xong làm luôn. Làm luôn hả? Thấy ngài thợ hồ thương không? Dính miếng xi măng nè. Ở bơi hả? Mới ăn bơi không? Bơi xong, vợ con đâu thấy cảnh này. Dạ. Nay nè, tự hôm qua không mấy giờ là giờ này là xong ha anh. Mấy giờ? Vậy hả? Khoảng 1 giờ rồi đó. Kiểm vui rồi. Mà bữa nay nắng nán là cái giờ này công việc nó cũng bị đùng lại ha. Khoảng chừng 30 phút, 40 phút rồi rồi. Rồi đi nước xong chưa? Xong hết rồi. Tại vì cái đó mới lót không dám mở nước, có nước sẵn rồi. À. Chừng điện là xong hết luôn rồi đúng xong không? Xong hết luôn. À. Coi như là còn tiền có cần lấy không? Khỏi rồi, anh em mà tiền bạc thì hộ. Cô báo anh chị nhớ nha. Dạ anh có xem clip đó nha anh Hợp. À, hôm trước là cũng anh Hợp ăn cơm thấy cũng ngon. Mà hôm trước là hình như là em đưa anh hết 40 rồi đúng không? Còn lại 17 nữa. Đúng không? Đúng rồi. Trả tiền gạch xong hết chưa? Xong hết rồi. Xong hết hả? Rồi còn 17 ăn cơm xong rồi lấy luôn ha. Lấy giờ này luôn ha. Dạ không, để hậu xong. Hả? Để hậu hả? Để ngồi đưa tiền cho cô Út Duyên đợi hai ba cái mối lộn xộn quá anh Đồng. Thôi ngồi đây mát mát lấy tiền cho nó mát tay. Sẵn đây sẵn tình trao luôn cô bác anh chị. Anh cứ ăn đi em đếm từ từ à. Nay cũng đi đi mua đồ đi lại. Không cứ ăn đi nha, không phải là để đâu cô bác anh chị chửi Bùi Hồ vô duyên nữa, thằng này ta ăn cơm nó cũng không tha nữa. Uống miếng nước đi, ngồi đây mát quá. Ở đây vườn vừa nước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tại vì ngồi ở đây cô bác anh chị trao cho anh luôn. Rồi, tại vì Bùi Hồ cũng tính chút xíu nữa gửi cho ông nhưng mà anh nhưng mà còn nội thất rồi vô rồi cô Út còn dư tiền của cô Út ra mấy công việc nó cập gặp luôn. Nên là nữ anh một đồng thấy em làm gì hợp lý không? Đúng rồi. Thằng nào cho rồi phần nói anh lấy đi. Mình dễ xử lý hơn. Chứ để hồi ba cái nội thất vô này nọ rồi tiền này tiền kia nữa nhiều khi lu bu lắm. 1, 2, 3, 4. Ơi. Vậy là của anh Hợp là 100 là 57 triệu. Còn của anh Vũ là 53 triệu, 50 triệu với 3 triệu phát sinh tiền cái cửa sổ với lại cái
cái mấy anh mua mấy cái sắt hàng mấy cái xong sắt sàn ướt dùm. Anh mua sắt anh tính tiền sắt thôi. Giờ đúng lên đi cho nó đẹp đẹp tí xíu hơn. Rồi. Hôm trước là anh nhận cho em một cái công trình là anh với anh Vũ là 100 triệu là chưa đóng La Phong. Thì em có hỏi thì cũng có mấy chị hỗ trợ tiền đóng La Phong luôn là 7 triệu, là 107 triệu. Thì sau đó là em phát sinh luôn nữa là 3 triệu tiền cửa sổ với lại song sắt đằng sau sàn nước là tổng cộng là 110 triệu. Thì phần anh Vũ thì em cũng đã gửi xong 53 triệu rồi. Phần anh là 57 triệu. Thì 57 triệu thì em đã đưa cho anh hết 40 triệu. Còn lại mình là 17 triệu, đúng không anh? Đúng, đúng. Dạ, thôi tí xíu nữa mình nhận tiền đi. Lát mình cắt, mình báo cho vợ em đăng clip cho vợ anh thấy đâu luôn. Em đã trả tiền, anh điếm lại giùm em cái. Cái chuẩn bị tặng cho anh cái sợi dây thun không? Không có. Tặng cho anh tờ giấy số rồi. À, không có dây thun. Đúng rồi. Rồi đủ hồn. Tặng anh cũng có dây thun luôn. Tặng anh luôn cục kẹo nè. Ăn cơm xong ăn kẹo luôn. Đủ ha anh. Nói chung là thay mặt cho các cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân cảm ơn anh đã đồng hành cùng với lại các anh em. Đồng hành cùng với quý Mạnh Thường Quân để tặng cho cô Út có căn nhà mà cô phải nói là gần suốt của cả cuộc đời. Cô nói là không biết tới xuống lỗ không biết có được ngôi nhà không. Mà sự cố gắng của các anh bên đội của anh Lớn, người anh Hùng, người anh. Rồi bên đội của anh Vũ thì gồm có là anh Bon, người Khánh, người Linh, người chú Vũ, anh Vũ nữa. Cũng nhờ các anh cố gắng nỗ lực mà trong một tuần, chưa tới một tuần mà hoàn thành xong ngôi nhà. Mọi người nói cứ đi qua đi lại nói nhà gì cắt gì đâu mà cấp tóc à, thằng tóc anh không. Thì cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh cùng với lại gia đình luôn có nhiều sức khỏe. Rồi nhận thêm nhiều công trình trong thời gian sắp tới ăn nên làm ra. Mai mốt các nhà từ thiện, khoảng có biệt thự rồi các nhà từ thiện khỏi lấy tiền. Mà mình cũng thay mặt lên nhà của Cốt với mấy bé cũng cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp cho Cốt có cái nhà. Hai nữa là mấy anh em của Hợp có công an việc làm. Cũng cảm ơn rất nhiều Mạnh Quân. Cảm ơn. Cũng cảm ơn anh cũng đã không có quản ngại đường xá xa xôi, mưa cũng làm, nắng cũng làm, khỏi nghỉ trưa cũng làm. Làm nhanh để nhanh về mà làm, không phải là làm cẩu thả rồi bỏ nha. Làm rất là chất lượng cô bác anh chị. Làm đến đâu là phải kiên cố đến đó. Và anh cũng đã thường nói với mình là làm nhà người ta không có tiền, thành thử mình giúp đỡ cái nào cho nó xứng đáng cái đó, cho nó kiên cố, cho nó bê tông rồi, cho nó chất lượng. Thì cũng cảm ơn cả anh rất là nhiều. Thôi bây giờ không có làm phiền anh tốn thời gian. Không, mình cũng đón nữa. Cảm ơn một đồng với dạ. Bùi Hồ với Úc, kênh Úc Tháp. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, sao bây giờ ăn hết trái ớt chưa? Chưa, đã dành làm gì làm giống. Rồi đi ha, đi vô nhìn cô Úc cái mình kết thúc đoạn clip này ha. Nghỉ 15 phút hay làm anh Lớn ơi. Vừa mới ăn xong nó đi làm nữa rồi kìa. Nghỉ hơn tí xíu đi anh. Cô cắm bông ấy cái trái đó. Ở nhà mình là có cái bàn rồi đúng không? Dạ, có cái bàn tròn bự đó. Dạ. Có cái bàn tròn bự rồi ha. Rồi. Giá trị để nó mình nè. Đúng. Rồi. Dịch cũng gần chín rồi. Bây giờ chắc có lẽ là đó, thấy mấy cái nồi này cái tự nhiên mình nhớ quê hương ghê. Nhớ quê hương. Dạ. Cái này nè, hồi nọ chín rồi thì gia đình cúng trước đi. Dạ, rồi cúng trước. Chừng nào mà tới xong rồi thì ăn gia đình vớt lên. Đúng rồi, được. Cái phần dạch này, chéo cánh này là phải cúng trước. À, cúng trước. Rồi, hồi nọ chín là dì ba vớt ra đàng hoàng để gì á, rồi múc cháo rồi lên cho nó cúng. À, thông tin với cô báo của anh chị nè, không có sát sinh gì hết trơn nha. Mà tại dạch này ở ngoài chợ, ta làm, ta bán sẵn, mình chạy ra đó, mình gặp nó chết không xong rồi mình mới mua. Nó khác với hoàn toàn mình sát sinh, không có sát sinh gì ở đây hết á. À, thì cũng phải có trước có sau, có ông có bà, có trên có dưới để cho nhà nó sung túc hơn. Bớt ra thì cũng có thêm một bữa cơm có thịt nữa cho gia đình của các bé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em sẽ kết thúc video clip này tại đây. Sau đó điện các anh bếp ga lại nè, điện nội thất lại nè. Rồi mình đem một cái phần quà siêu to khổng lồ lại luôn ha. Được không? Bếp ga cho nè. Mó cho. Trời ơi, sang vãi. Dạ, mua bếp ga tới hình như là 14 triệu. Mạnh Thường Quân sao thương nó quá. Vậy
Bếp ga là mình chỉ cần mình nó bật lên là nó bật lên luôn á. Vậy cái loại máy vậy? Loại đề, rồi cảm ứng bằng miệng. Bếp ga này chạy bằng cơm. Bởi vậy cô ba xài bếp ga bật gì cho nó ra sang vậy. Vậy Mạnh Thường Quân kỳ này cho Út đẹp không? Đồ đẹp không ha. Mình nói nấu cơm là tự động nó bật lửa lên, chỉnh cái độ nấu cơm bao nhiêu phút không? Là nó chín luôn. Nó chơi ha, nó miệng con nó dốc dữ lắm. Nhưng mà nói chơi đặng cho nó gộn gã tiếng cười, chứ thật ra thì mua bếp ga nó chỉ có triệu tư à. Thì nấu ăn tốn hai được rồi. Hết luôn. Còn như tiền nên cho mấy bà cháu còn sinh sống. Thôi còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Quý Mạnh Quân đã xem video clip đến thời điểm này. Thì bây giờ chắc có lẽ là clip tiếp theo là các anh em sẽ chia sẻ cái hình ảnh về phần quà siêu to khổng lồ nhận từ Sài Gòn hôm nay mới tới để cho nhà của Úc xung về nhà mới. Bye bye.